em cũng có một vài mẫu đồng hồ mới về của thị trường nội địa Nhật Săn về để review với các bác Đây là một uh, mẫu Seiko 5 mới ra Seiko 5 Sport nhé Mới được ra mắt trên này cũng được tung ra thị trường vào năm, khoảng nửa cuối năm 2023 Nhưng mà cái con này, này nó là của thị trường nội địa Nhật Thì đồng quan con lâm săn về với các bác được một chiếc để review sẽ có thể bảo hành quốc tế và các cái giấy tờ liên quan đi kèm. Đây là một chiếc hàng chưa qua sử dụng. Mã để các bác có thể check nó là SBSA245 với giá niêm yết là 44.000 yên thì nó khoảng tầm 8 triệu. Đó. ADMA 245. Hàng chưa qua sử dụng, còn mới nguyên. Đường kính sai mặt em có là khoảng sai 42,4. Nô dày là khoảng 13.5. Và cái lắc này nó khoảng 45,846 thì nó sẽ dành cho những anh em tay từ tầm 16 trở lên là sẽ đeo rất đẹp trên này. Mặt thì nó sẽ có màu đen. Và các bác sẽ có một cái vành Antorin Vạch và chỉ chia vạch chỉ phút có cái màu màu xám và màu xanh dương. À. Còn cái vành bezel này thì nó có sẽ có cái màu giống như cái vạch đích ấy. Các bạn có thể liên tưởng đến uh, vạch đích của một của cuộc đua ở trên cái vành bezel này. Góc 12 giờ thì sẽ có logo của Seiko này, lịch ngày, lịch thứ, automatic và sử dụng caliber là 4R36. của máy này thì sẽ có 24 chân kính và có tổng tất cả là 41 giờ tích hot tối đa Dạ quang ở trên chiếc này thì nó sẽ có ở trên thân kim Và các cái thân cọc số Chấm lùm ở trên lân vành benzen ở góc 12 giờ thì đều có Đầy đủ dạ quang để cho chúng ta sử dụng Và đây nó là bản Made in Japan Đánh vạch chỉ phút từ 10 đến 50 Và 60 này nó là một cái chấm lùm nhé Dây ở đây nó là dây Thép đúc đặc này Núm chỉnh giờ thì nó sẽ không có logo Đây ở đằng sau thì em sẽ có các cái thông số này Đây nó là bản uh, Special Edition này Đó. Made in Japan Thân thép không gì Và độ chống nước là 100m nước Đi bơi thoải mái được Còn cái siêu đáy còn nguyên Như kèm chúng ta sẽ có một bộ dây thép đúc đặc Và đầu trên này nó là dây 22 Dây khóa là khóa 20 Em sẽ ướm thử ở trên cổ tay 17 trên này một chiếc khá là đẹp của Seiko Các bạn nào mà đang yêu thích chiếc này thì hiện tại Đồng Hồ Quang Lâm đang có một chiếc hàng chưa qua sử dụng như thế này và chiếc này đang có mức giá là 6 triệu 450 nghìn mã của nó là 7600 6 triệu 450 Ngoài ra thì em còn có một chiếc nữa cũng là một chiếc mới được Seiko cho ra mắt, chiếc này thì nó sẽ có kim GMT và nó sẽ có cái mặt này màu xanh dương. Con này thì khá là đẹp. Được uh, Seiko sử dụng bộ dây Jubilee và có được hoàn thiện bóng ở giữa. Không có đầy đủ hộp sổ thẻ đi kèm. Dòng này nó là dòng 4R thôi nhưng mà nó có thêm kim GMT, mới được uh, bộ máy mới được Seiko cho ra mắt thêm kim GMT trên dòng 4R này. Nếu như mà để trùng với giờ của Việt Nam thì nó sẽ thành giờ ngày giờ đêm đấy các bạn. Còn đâu nếu các bác muốn setting theo một múi giờ khác thì nó sẽ có đồng nghĩa là sẽ có hai múi giờ ở trên một chiếc đồng hồ. Như chiếc này của em thì nó sẽ có mã để các bác check tham chiếu đấy là SBSC003, giá niêm yết là 63.800 yên. Con này thì là một chiếc hàng chưa qua sử dụng và nó size khoảng 42, 42,5 dày là khoảng ở đây nó khoảng tầm 14,3 nó sẽ dày hơn cái bản 4R36 một chút và lắc tu lắc là 45,8 khá là gọn gàng dành cho những anh em tay từ 16 trở lên là đeo sẽ đẹp Mặt tay của nó sẽ có màu xanh tím than Đó, Thiết kế với Kim giờ, kim phút, kim dây Và kim GMT màu đỏ Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái kính lúp Ở góc 3 giờ ra quan của dòng máy rất sáng Thoải mái này cho chúng ta dùng Đầy đủ trên chân kim cầm. Đó. Có lịch ngày ở 3 giờ này Automatic GMT Và máy là máy 4R34 ở trên chiếc này thì nó sẽ có hai cái lớp kính một cái lớp kính bao phủ cái viền benzen còn cái lớp sơn thì nó sẽ đặt ở dưới do vậy là các bác sẽ không phải lo là bị chóc sơn ở cái viền này nhé còn cái thứ hai thì nó sẽ là một cái kính khoáng cứng ở bên trong cái mặt kính này và làm rất là dày góc 3 giờ thì sẽ có một cái kính lúp niềng là niềng băm núm chỉnh giờ góc 4 giờ thì nó sẽ có không có logo và kính được sử dụng này nó là kính khoáng cứng kính hát của seco Đằng sau thì sẽ có các cái thông số cơ bản như là sử dụng bộ máy 4R34 với 24 chân kính và 41 giờ take Made in Japan, water resistant 13 và độ chống nước của chiếc này 100m. Thoải mái để đi bơi rồi, thân tép không gì. Dây thì sẽ có một bộ dây khá là đẹp. Dây Jubilee nhưng mà chỉ ở giữa nó sẽ làm bóng nhé. Dây này thì nó sẽ có cỡ là khoảng 22, 20. Đây là thông số nếu như mà các bác cần để thay sang dây da. Và em sẽ ướm từ trên cổ tay 17 trên này. Với chiếc Seiko 5 sport GMT này nó sẽ dành cho những anh em tay tầm khoảng từ 16 trở lên, khoảng 15.5 là chúng ta đã bắt đầu đeo đã đẹp rồi. Đẹp nhất thì là 16 trở lên, đến tầm 18. Các bác nào mà đang thích chiếc này thì có thể liên hệ đến Đông Hồ Quang Lâm. Chiếc này thì sẽ có mức giá là 8 triệu 400, mã là 7969, 8 triệu 400 000